Cô bảo chú ấy không cần phải tưới kích dễ nữa đâu. Mình tưới là chú không cần phải tưới kích dễ đâu, chú tưới nước không thôi. Cái bắp thì bỏ ở sau là 4 ký, 1 ký để hôm trước, để mai chỗ hành ba đó để cho